Chú em mày, uống với tao nhé. Như ngày xưa, sau lần uống với nhau ở bến cầu, chú em mày đã cướp vợ của tao. Khá lắm, khá lắm. Mày chết cũng đáng lắm, đáng lắm. Mày đã làm tao nổi điên suốt mấy chục năm trước. Tao điên, tao điên gì mày? Thằng này nó cướp vợ của tôi, nó chết rồi, nó chết rồi. Ông à, mình về đi ông. Ông ở đây hết mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Mình ra điện chơi hả? Ra điện chơi. Lão cô đơn hả? Nhìn lão phù thủy lúc này, không ai có thể nghĩ ông ta có thể là một tên trùm, có thể giết người và bất chấp tất cả. Lão ta cần gì ở thương? Thật sự cần gì? Mẹ, con đi ra đây xíu nha. Nè, con bị đau ở đâu? Con đau hết cả người ba. Cũng tại ba, lẽ ra ba không nên chở con đi. Tại con đòi đi. Con xin lỗi ba. Nè, cái điện thoại này của con á, có cuộc gọi nhỡ từ người có tên là anh Thư, cần chục cuộc rồi đó. Con khát nước quá, ba xin miếng nước giùm con. Để ba đi lấy, chờ chút xíu nghe. Alo, Phương hả? Tôi đây. Cô đang ở đâu đó? Cô hỏi làm gì?
Không, đâu có gì. Tự nhiên tôi thấy lo lo. Vậy hả? Cô đang ở đâu đó? Cái con nhỏ này thiệt tình à. Alo, ba hả? Trời đất ơi, con đi đâu vậy hả Phương? Ba gọi anh An Minh, kêu anh tới hỗ trợ giùm con nha ba. Ờ, ba biết rồi. Trời ơi, An Minh ơi, nghe máy đi An Minh. Dạ, dạ con biết rồi chú. Thưa Phương, sao vậy anh? Đã cho rút khỏi chuyên án mà vẫn tham gia. Tới rồi hả? Mấy người tính giết tôi. Nay sao lại muốn hẹn gặp tôi? Làm gì có. Tụi này đâu có dám làm gì cô. Tôi chưa thưa mấy người đó. Tôi thách cô đó. Cuối cùng thì tôi đã được qua bên đó ở rồi đó, cô thấy không? Nếu suốt đời chỉ làm kỹ nữ, bán trôn nuôi miệng thì sẽ không bao giờ lên được đâu. Qua bển đi. Đứng lại. Đứng lại. Ông kia, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Em có sao không? Em không sao.
Chú dậy đi, tôi cần hỏi chú một số vấn đề. Chú dậy đi chú. Chú giải ông ta về phòng tạm giam đi. Em tới đâu rồi Mai? Mai và anh Trung đang ở Vũng Tàu. Lão ấy đang ở trong một resort. À, cẩn thận nghe. Đang ở Vũng Tàu. Lão làm em nhớ tới Lê Giang Chương trong vụ bông trang đỏ. Anh không tin mấy cái vụ ma thuật này. Vậy còn bà Bích, tại sao bà ta không thắc mắc vì hình dáng bây giờ của lão? Khoan đã em, mình phải chờ Mai và Trung xác định coi ai là người chở Thương đi đã. Thương gọi. Alo. Dạ. Lão thuê cho em một phòng. Là sao? Lão ta hay là đàn em của lão? Tại sao anh lại hỏi vậy? Em không có hiểu. Em có chắc chắn là lão ta không? Dạ chắc mà. Cảm ơn em. Thương chắc chắn là lão ta. Em muốn quay về gặp lão phù thủy, em có thể nhận ra ông ta dễ dàng nhất. Ý của em cái người bị bắt là giả hả? Ừ. Ba phút nữa phải xong. Ok đại ca. Nhảy lên.
Lão ngủ suốt. Từ lúc bị bắt về đây đến giờ đã hơn 4 tiếng. Về nhân dạng thì đúng là lão ấy rồi. Anh Minh, em muốn trực tiếp tới gặp lão ấy để xem lão ấy có nhận ra em không. Em xuống phòng tạm giam đi. Dạ. Cô muốn gì? Chú ăn cơm đi. Nè, mấy người muốn gì? Hả? Cầm bánh giết người! Bắt người ta! Cầm bánh giết người! Cầm bánh giết người! Bắt người ta! Ê! 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 Cầm bánh giết người! Bắt người ta! Đây xuất phòng thẩm vấn. Hắn lại chơi trò giả dạng rồi. Tại sao anh lại muốn giết cô gái đó? Tôi đâu có giết. Mà cậu có chết đâu. Anh có thù oán gì với người ta? Không có. Vậy tại sao anh lại đánh và định tiêm ma túy cho cô gái đó? Tôi... Nếu nói thật, anh sẽ được khoan hồng. Nếu hắn khai anh Thư và Nguyễn, điều anh đang lo là chúng không đơn giản chỉ muốn giết em đâu. Hắn muốn tất cả chúng ta biết. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu như chúng ta cản trở hắn. Thu Phương, ba em có làm lại mặt nạ này được không? Nè anh, mặt nạ làm từ silicone dẻo rất giống da người này, không có bán nhiều ở Việt Nam, chủ yếu là nhập lậu về. Thật rất tinh xảo. Gần đây những chiếc mặt nạ này đã xuất hiện ở thành phố mình, rất đáng lo ngại. Trên mạng bán rất nhiều, giá rất cao, nhưng vẫn cháy hàng. Vấn đề ở chỗ là làm y như ý của chủ định. Em nghĩ rất có thể Nguyễn có riêng cho mình một người làm cho hắn. Ừ, bà sẽ giúp tụi con tìm ra người đó. Tôi tìm được đến 3 chỗ sản xuất mặt nạ giả này. 2 chỗ thì nhập hàng có sẵn từ Lạng Sơn, 1 chỗ tự làm, nhưng rất khó tiếp cận. Cảm ơn chú. Thu Phương á cũng đang trên đường tới đó đó. Sao chú không ngăn cổ lại? Cổ cần phải nghỉ ngơi. Nếu nó muốn á thì làm sao ai ngăn cản được. Cảm ơn chú. Thank you.
lại. Đi đâu á? Tụi tôi tới đo mặt. Có hẹn trước chưa? Hẹn rồi. Đi theo tôi. $1,000 mặt nạ thường, $3,000 mặt nạ đặc biệt. Tôi tới lấy mặt nạ đặc biệt. Ở đây thu tiền trước. Muốn gì? Nói. Con chào bác. Con chờ bác chút xíu nha. Dạ. Phương Nam nó dặn bác ở nhà là phải cẩn thận. Dạo này hút chích nhiều lắm, mà bác ở nhà một mình nó không có yên tâm. Với lại nhà cửa cũng không có gì đâu, nhưng mà nó lo cho tính mạng. Dạ, cẩn thận vẫn tốt hơn mà bác. Ở hẻm này vẫn còn tệ nạn, dẹp hoài không hết. À, mà chắc là nó không an tâm. Nó nhờ con tới phải không? Dạ. Mà đã tới đây rồi á là phải ở lại đây ăn cơm với bác nha. Dạ. Lão ăn binh bất động, cứ giống như là đi hưởng thụ nghỉ dưỡng vậy. Mình đi theo mất thời gian quá. Mình đưa thương vào hang cọp rồi. Cho dù mình không đề nghị thì bản thân cổ cũng dễ bị sa ngã thôi. Cậu nói vậy là sao? Thương không phải là người như vậy. Tôi không có ý đó. Đừng coi thường người ta quá. Tôi nói là tôi không có ý đó mà. Nếu cậu hiểu rõ hoàn cảnh của Thương như thế nào, chắc chắn cậu sẽ không nói những lời như vậy đâu. Tốt nhất đừng bao giờ đánh giá người khác như vậy. Xin lỗi.
Sao ông lại vô đây? Chúng ta vẫn là vợ chồng mà. Nhưng mà tôi với ông xa nhau đã mười mấy năm rồi, bây giờ chỉ còn cái nghĩa thôi. Nghĩa? Nghĩa gì đối với một người mất nết như bà? Là tôi bị hại, hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà. Nói láo, khốn nạn cho bà. Buông ra, đừng có làm như vậy mà. Vậy là trong cuộc đời bà, bà chưa hề yêu thương tôi. Bà nói đi, có đúng gì không? Tôi chỉ thương thằng Nguyễn thôi. Bà không có quyền yêu thương nó. Bà có nuôi nó đâu mà đòi thương nó. Khóc cái gì mà khóc? Đàn bà mấy người không ra. Hở cái là khóc. Linh, 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 Linh. Ông làm gì vậy? Đừng, đừng sợ. Đời mấy ai luôn hạnh phúc đâu, đời mấy ai say tròn sắc sâu, đời mấy ai không nhiều nỗi đau, đời mấy ai điềm nhiên bao nỗi sâu. Cô Hoài, xin lỗi. Bị sao vậy? Ông đừng có uống nhiều như vậy chứ. Nè, nè, ông, nè, ông thấy trong người ông sao rồi? Nè. Nè, ông bị căng cứng hết cơ rồi. Ông có bị thắt ngực không vậy? Từ từ bình tĩnh, ông thở từ từ thôi. Ông thả lỏng hết cơ ông ra đi. Ông thả lỏng người ông ra đi. Có ai không? Cứu với, có ai không? Có ai không?
Nè, có ai không? Cứu với! Anh Trung, anh coi nè, mấy cái mặt nạ này dữ thiệt vậy. Công nghệ này có tên là 3D BFS, các dạng ảnh 3 chiều, cho phép nhà sản xuất tạo ra những khuôn mặt hay phần đầu bằng công nghệ 3D trên chất liệu nhựa và nitride. Để tạo ra được mặt nạ này, gương mặt phải được chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Sau đó, những hình ảnh này được in lên tấm nhựa vinichlorua đặt sẵn trong khung. Kỹ thuật mô hình hóa cho phép tạo ra những chi tiết chân thật đến khó tin như móng mắt, mạch máu, thậm chí lỗ chân lông. Ông ấy luôn luôn đau khổ và không chấp nhận nổi chuyện bà vợ bỏ ông. Khi lo và sự sợ hãi quá mức sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc, thì đó là bệnh lý. Nguyên nhân chính xác của rối loạn lo âu không được biết rõ, nhưng nó bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu liên quan đến các sang chấn tâm lý kết hợp với yếu tố nhân cách có xu hướng lo âu. Thật là khó ngờ đối với một ông trùm. Thôi, để em đi chăm sóc cho ông ấy nha. Em chăm sóc cho ông ấy cẩn thận nghe. Dạ, em biết rồi anh. Vậy em đi nha anh. Thì ra anh ở đây. Em mệt quá. Mình giàu rồi đó anh. Mình có nhiều tiền rồi. Em đang rất mãn nguyện. Em dễ hài lòng gì à? Chứ anh còn muốn gì nữa? Anh cần em. Trớ trêu là tụi mình là anh em. Lấy rượu cho em. Tất cả là do bà già của em đó. Bà già thật là tàn nhẫn. Bà bỏ con đi theo trời.
không, là tại do hoàn cảnh, là bà bị ông ba ruột của em hại. Bà sao đó? Sao gì chứ? Ông già thừa biết là bà sao, là do bà tự nguyện. Ông quan chẳng có hại gì bà cả. Vậy tại sao, tại sao anh với ông Hoàng đi làm gì? Để cho bỏ ghét, để cho bà già đau khổ. Ai đó? Ai đó? Đứng lại. Ngồi yên ở đây đi. Ai vậy? Dạ em không biết nữa. Tụi mày canh cái chó gì vậy? Dạ em mới đi ăn hủ tiếu ở đầu hẻm về. Tao bỏ đói tụi bay. Dạ dạ, tha cho em đi đây cả. Kể từ bây giờ, ai xâm nhập vô đây xử nó cho tao. Dạ, lỡ mấy anh xịn nó đi lạc vô đây thì sao đây cả? Tao không thích nó lại. Dạ em hiểu rồi.